là ví dụ mình sẽ tùy thuộc vào từng khách hàng. Ví dụ khách hàng đã có tập luyện, có ví dụ tập thêm yoga chẳng hạn, thì các khả năng họ độ dẻo dai, họ cái flexible họ rất là tốt, thì mình sẽ ít chú tâm hơn và có thể đưa họ vào dynamic stretching hoặc là active này luôn. Và mỗi cái stretching này, mỗi cái level này nó có vai trò khác nhau hết. Ví dụ cái static stretching này nè, trong một số nghiên cứu nó ghi là làm giảm hiệu suất của vận động viên thi đấu, nhưng có một số nghiên cứu lại ghi là không ảnh hưởng nhiều. Nên kiểu nó thật ra những cái nghiên cứu á, mình luôn sẽ tìm được một cái nghiên cứu nào đó để bảo vệ mình, và cũng có những cái nghiên cứu chống lại mình, nên nó kiểu như là một cái niềm tin vậy. Một cái niềm tin là dùng cái static stress này có khi bị giảm, nhưng có những người thì ok kệ stress để ra được an toàn, mình vẫn tập được, kiểu như vậy. Thì nếu mà đối với vận động viên, em ví dụ mục đích của họ thì họ sẽ không dùng static stress nhiều, mà họ sẽ dùng SMR, sau đó họ chuyển qua dynamic stress để kích hoạt những cái chuyển động phù hợp với lại bài tập của họ trong bữa hôm đó. Còn ví dụ người ngồi văn phòng nhiều, cơ cứng ngắc, không làm những động tác cơ bản được, thì họ phải quay về tập corrective, dùng SMR và static stress để, tại vì mục tiêu của họ bây giờ không phải là để tăng hiệu suất mà là để cải thiện biên độ vận động. Đó, nên vấn đề là tùy theo cái level của khách hàng và tùy theo nhu cầu của khách hàng mà mình xếp họ vào từng giai đoạn phù hợp với nhau. Và đây là ví dụ level 1, 2, 3, hoặc thậm chí là nó liên quan có những vùng cơ, ví dụ cái phần hip của họ ở cái phần corrective tại vì họ bị cứng chỗ này, nhưng đôi khi cái phần overhead của họ, cái phần upper body, họ lại có thể dùng những cái functional active này, nên mình sẽ kết hợp với nhau chứ không phải cứ theo từng bước 1, 2, 3, có thể là 1, 2 kết hợp nhau, hoặc là 2, 3 kết hợp với nhau, hoặc là 1, 3 gì đó, tùy theo từng phần của cơ thể luôn. Chứ không phải, tại vì các bạn hãy thấy cái mô hình này, đây là cái mũi tên đi xuống chia làm 3, nhưng mà làm 3 này là cùng level với nhau, chứ không phải là mũi tên này 1 xong rồi xuống 2, xuống 3. Ok. Nhưng mà tùy mức độ khó khác nhau, thì theo thứ tự độ khó thì là corrective trước, rồi tới active, rồi tới functional. Rồi, ở đây thì nó sẽ giải thích lý do của từng cái level 1. Ví dụ collective flexibility được thiết kế để cải thiện cái gì? Cải thiện ROM, range of motion của khớp, và cải thiện cái gì? Cải thiện muscle imbalance. Rồi cải thiện gì nữa? Và điều chỉnh cho cái chuyển động của khớp đúng lại. Đó, các bạn hãy note lại. Ví dụ collective flexibility chỉ ra bằng 3 mũi tên làm 3 chức năng này. Rồi đó, để khi gặp khách hàng có nhu cầu nào liên quan đến 3 cái chức năng này mà sử dụng collective flexibility. Ok. Thì cái flexibility này bao gồm cái gì? Gồm SMR, self myofascial release hoặc là foam roll. Đó, kỹ thuật SMR và static stretching. Thì nó đang tận dụng cái nguyên lý gì? Đó là nguyên lý autogenic inhibition. Hồi nãy mình có nói ở đầu video rồi. Và bởi vì nó tận dụng cái nguyên lý này trong cái việc là cố gắng làm cho cơ bắp thư giãn để cải thiện biên độ. Rồi. Rồi trong lúc mình dùng cái đó SMR đó để nó áp dụng cái nguyên lý autogenic inhibition, thì cái việc static stress nó tận dụng cũng là autogenic inhibition và cái này luôn, reciprocal inhibition. Đó, thì bởi hồi nãy mình mới nói là mình phải hiểu được hai cái nguyên lý đầu video để mình hiểu được cái phần tiếp theo này. Rồi, cái mà corrective flexibility này thường thích hợp đặt ở phase 1 hoặc là cái phase stabilization, phase đầu tiên của cái OPT model. Ở cái giai đoạn mà khách hàng không vận động gì hết, từ người sedentary, người suốt ngày ngồi chỗ, ngồi văn phòng, bắt đầu bước đi tập luyện những ngày đầu tiên, thì cho họ tập cái corrective này, nó sẽ phù hợp hơn so với những người đã từng tập luyện. Ok. Rồi tiếp theo là cái active flexibility. Thì mình cũng áp dụng SMR và active isolate stretching. Dùng để làm gì? Để cải thiện sự kéo dài của cải thiện độ dài hoặc là độ mở rộng của những cái mô mềm, và cải thiện được cái gì nữa? Neural efficiency là hiệu quả thần kinh cơ. Hiệu quả thần kinh cơ ở đây theo nguyên lý của reciprocal inhibition, tức là như nãy mình có nói các bạn là
mặc dù kéo cái cơ hamstring, mặc dù kéo cơ hamstring, nhưng mà trong lúc đó cái người thực hiện cũng đồng thời co cái cơ hamstring luôn, cứ kéo giãn 10-15 giây xong tiếp tục contract cái cơ này là để kích hoạt và thư giãn, kích hoạt thư giãn, để làm cái chuyện gì? Làm cái chuyện là dùng cái neuromuscular của mình, là dùng hệ thần kinh của mình điều khiển được cái cơ hamstring để nó hoạt động cho đúng kiểu, nó được thư giãn hợp, nó được thư giãn và nó được mở rộng biên độ, đồng thời nó được kích hoạt. Và bên cạnh cái việc kích hoạt của cái cơ hamstring thì nó cũng kích hoạt cơ đùi trước này luôn đó. Thì mục tiêu cuối cùng là để sử dụng cơ một cách hiệu quả và giải phóng những cái cơ bị căng. Rồi ví dụ ở đây, đây for example, ví dụ bạn nằm ngửa supine và thẳng chân, và từ tư thế đang nằm ngửa thẳng chân, bạn giữ cái chân thẳng luôn, giơ một chân lên để cho cái hip flexor và cái quad tricep, tức là cái cơ hông, cơ gập hông và cái đùi trước á, nó được kích hoạt. Và sau đó mình giữ ở tư thế chân, một chân giơ lên ha, hoặc là hai chân giơ lên. Thì trong suốt quá trình mình giơ cái chân lên như vậy á, thì cái cơ đang được giãn là cái cơ hamstring nè, bó cơ hamstring, tổ hợp cơ hamstring. Thì tức là một cơ đang được kích hoạt cái mặt trước, thì cái mặt sau được giãn, là mình làm hai thứ cùng một lúc với nhau, một phần kích hoạt, một phần thư giãn. Thì nó dựa trên cái nguyên lý mà reciprocal inhibition. Ok. Rồi active flexibility này phù hợp cho giai đoạn level 2 trong OPT model, gồm có phase 2-3-4. Cái phase 2-3-4 này là hypertrophy, maximal strength và muscular endurance, strength endurance. Số 2 là muscular strength endurance, và đến hypertrophy và đến maximal power, maximal strength. Rồi cái cuối cùng là functional flexibility. Functional thì mình thực hiện SMR và dynamic stretch, thì yêu cầu là mình có thể sử dụng được những đa mặt phẳng, tức là thực hiện được cái cơ và khớp đó và những cái mô mềm đó được mở rộng đúng độ dài bình thường và đúng biên độ của khớp ở trong ba mặt phẳng multiplanar. Hôm trước mình có học về ba mặt phẳng chuyển động đó. Thì khi mà một cái cơ đã đạt được đến cái ngưỡng giãn được về vị trí ban đầu ổn định bình thường của nó, thì nó phải hoạt động được tốt trong ba mặt phẳng này và điều khiển được cái hệ thần kinh cơ một cách tối ưu bằng cái việc dynamic stretch. Dynamic là mình phải chủ động, mình kích hoạt cơ để giống như swing, đá cái chân về trước về sau hoặc đá bên hông, co về đó, đá ra đá vào như vậy, thì là mình đang dùng thần kinh kích hoạt sợi cơ. Và yêu cầu là phải đi đủ ROM, đủ full range of motion, đi đủ ROM. Nếu như chuyển động đó mà không, hoặc là nói cách khác thì là chuyển động một cách hợp lý mà không có sự bù trừ chuyển động. Bù trừ chuyển động, ví dụ như mình đá chân về trước mà cái lưng dưới mình bị cụp, tức là nó đang bị bù trừ. Thì nếu mà nó bị bù trừ như vậy, thì mình ví dụ đây nè, nếu khách hàng phải compensate, phải bù trừ chuyển động trong cái lúc thực hiện dynamic stretch hoặc là tập luyện, ví dụ đá chân về trước mà lưng bị cụp chẳng hạn, thì mình phải giảm nó đi, regress nè, mình cần phải giảm nó xuống, quay lại cái phase để thực hiện active hoặc là corrective flexibility. Nên đôi khi có thể thậm chí là những người tập luyện lâu năm nhưng mà họ đang bị tập luyện nhiều ngày liên tục hoặc là một nhóm cơ tập luyện quá nhiều, thành ra nó bị cứng. Thì khi họ khởi động, nếu mình là người huấn luyện viên, mình nhìn vào chuyển động của họ dynamic stretch mà họ bị đang bù trừ chuyển động, thì họ mình phải nói cho họ biết là phải quay về cái phase đầu tiên, dùng lại SMR và static stretch trước. Sau khi họ thấy ổn hơn, bớt căng ở cái phần cơ đó, mình mới kêu họ thực hiện dynamic stretch cho nó phù hợp. Và ở đây mình sẽ tích hợp vào phase cuối cùng là phase power.
thường là sẽ có thể luôn cả phase 4 là phase maximal strength và phase power. Ok. Rồi, mấy bạn hiểu ba cái mức độ của ba cái loại stretching này không? Corrective, active và functional. Ok không? Quân ok không Quân? Hiền. Ok. Ok. Rồi. Tiếp theo. Stretch your knowledge. Cái mà static stretch này. Static stretch. Each type of stretch. The best flexibility training program. Nên được cái mà mình không có cái gì gọi là cái best hết á, cái là nào là tốt nhất hết. Mà cái tốt nhất, the best này á, là nên tích hợp nhiều cái loại stretching cùng một lúc với nhau và phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Đây, phụ thuộc vào need of the client, phụ thuộc vào từng cá thể, và mỗi cái kiểu stretching nó sẽ ảnh hưởng lên cơ thể khác nhau. Có cái thì ảnh hưởng lên cơ khớp, có cái thì tác động lên hệ thần kinh, nên mình sẽ kết hợp nhiều cái tùy theo nhu cầu. Rồi, và dựa trên gì? Dựa trên những cái assessment mình làm ở cái buổi đầu tiên và dựa trên cái mục tiêu của khách hàng. Và mình có thể thực hiện cái việc stretching này trước và sau tập, before và after. Vậy tại sao before và tại sao after? Hiền, tại sao mình làm stretching before hoặc tại sao mình làm after mình tập luyện? Stretching before để giãn cơ, còn stretching after sau khi mình tập luyện rồi đó, mình cần phải có thời gian để cho cơ hồi phục lại, gọi là hồi phục đó. Ví dụ mình căng cơ thì mình buộc phải gặp cái cơ đó lại để hồi phục cái cơ trở về bình thường, tránh bị đau. Ok. Ly, tránh mấy cái Quân nói đi, Quân nói đi. Để tránh cơ mình nó thành những cái nó đó, khiến cho cơ thể bị chấn thương về lâu dài. Đúng rồi. Như là hồi nãy mình nói, mình dùng SMR chẳng hạn, ví dụ đây là dùng SMR ha. Thì mình cũng làm trước và sau tập. Trước và sau tập. Tại sao? Ví dụ trước khi tập, người mình có căng hay không mình cũng chưa biết, có khi là mình phải thử một số chuyển động và mình mới thấy được là nó có bị căng hay không. Rồi nếu có mình phải giãn mấy cái knot ra, mình giãn mấy cái knot ra, đó là trước tập. Để làm gì? Để trong suốt buổi tập mình thực hiện được full rang, full rom, mình thực hiện được đúng chuyển động, đúng kỹ thuật, tại vì cơ mình nó đã được trả về vị trí bình thường của nó. Rồi sau tập tại sao? Tại vì trong lúc mình tập, cơ bắp nó lại tiếp tục co thắt, thì đôi khi nó lại hình thành nên những cái knot đó nữa. Nếu mình không giãn cơ sau khi tập thì những cái knot nó vẫn tồn động ở đó và xuyên suốt thêm kiểu mười mấy 20 tiếng tiếp theo trong lúc mình hoạt động hàng ngày, và nó dẫn đến tiếp tục căng, sai lệch tư thế tiếp. Nên tối ưu nhất là nên thực hiện trước và sau tập luôn. Nhưng lời khuyên, nếu như khách hàng không có thời gian chẳng hạn, thì lời khuyên là nên làm trước khi tập để hạn chế chấn thương trong buổi tập và họ có được cái kỹ thuật tốt hơn. Còn việc after exercise họ có thể thực hiện ở nhà hoặc là mình hướng dẫn họ tự làm, sau đó họ có thể đi làm hoặc làm gì đó và họ stretching sau đó, chứ không cần nhất thiết ở trong cái session của mình chẳng hạn như vậy. Rồi, SMR dùng để fit lại, correct những cái mà muscle imbalance đang có ở trên cơ thể và giảm số lượng trigger point hoặc là mấy cái knot đó, knot trên cơ bắp, và hạn chế cái việc overactive, quá tải của việc cơ bắp. Cái mà và mình có thể thực hiện SMR trước cũng như sau khi tập luyện. Đây, knot lại chỗ này. Rồi, static stretch thì làm gì? Cũng để fix lại những cái tồn động, những cái mà muscle imbalance đang có, hoặc là những cái muscle đang bị căng cứng, đang bị co cứng ha, co cứng. Rồi, và có thể dùng trước và sau tập luôn. Một số nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy là static stretch thực hiện hàng ngày
có thể cải thiện được cái độ linh hoạt của cơ bắp. Thì đương nhiên rồi, giống như là mình thực hiện giãn cơ hàng ngày, giống như những người tập yoga, nếu họ tập 3 buổi hoặc 5 buổi một tuần thì họ sẽ có cái độ linh hoạt tốt hơn so với người bình thường, hoặc là so với người tập 1 lần, 2 lần một tuần. Hiển nhiên rồi. Ok. Rồi. Cái việc active stretching sẽ giúp cải thiện độ kéo dài, độ mở rộng của mô mềm, gân dây chằng chẳng hạn, dựa trên nguyên lý reciprocal inhibition. Và có những nghiên cứu cho thấy là việc active stretching có thể cải thiện được biên độ của khớp cũng như độ linh hoạt của cơ bắp. Rồi còn dynamic stretch, dynamic stretching thường sẽ dùng, hoặc là functional stretching dùng để cải thiện độ linh hoạt và tối ưu thần kinh cơ. Đối với những bài tập cần dùng hệ thần kinh nhiều, như ví dụ các bạn có thể thấy weightlifting chẳng hạn, nhấc tạ từ dưới đất qua khỏi đầu trong khoảng 5-10 giây gì đó, thì yêu cầu họ phải điều khiển được toàn bộ cơ thể một cách tốt nhất bằng hệ thần kinh. Hoặc là chạy 100m, hoặc là bơi lội, hoặc là đạp xe chẳng hạn. Thì đối với những người đó thường là những người gọi là thi đấu rồi, hoặc là gọi là đánh bóng chày chẳng hạn, hoặc đánh golf, hoặc là tennis chẳng hạn. Đó là những môn thể thao cụ thể có liên quan, thì họ phải điều khiển được cơ thể họ tốt qua hệ thần kinh, thì họ sẽ là những người thực hiện cái dynamic stretch này nhiều hơn so với khách hàng bình thường. Thì cái việc thực hiện dynamic stretch và functional stretching này giúp khách hàng kiểm soát cái chuyển động của họ, hạn không bị over, giống như là ví dụ giơ tay đánh tennis thì không bị giơ quá cái biên độ mà cho phép dẫn đến chấn thương vai chẳng hạn, mà nó sẽ có biên độ phù hợp để thực hiện cơ co thắt phù hợp và hạn chế chấn thương trong lúc chơi thể thao hoặc là hoạt động hàng ngày cũng được. Rồi stretching technique, như các bạn có thể thấy mình có cái bảng này stretching technique, thì corrective flexibility giai đoạn 1, level 1 thì dùng SMR static stretch. Thì SMR ở nhóm cơ nào thì mình dùng static stretch ở cũng nhóm cơ đó luôn. Thì các bạn có thể dùng tên của nhóm cơ và gõ thêm cái chữ SMR phía đầu thì nó sẽ lên YouTube hoặc Google hoặc bất cứ nền tảng nào, nó sẽ đều hiện ra hình ảnh, thậm chí video về tất cả các nhóm cơ đó liên quan đến cái bài đó. Ở đây ví dụ cơ abductor đi. Cơ adductor. Adductor là cái cơ gập háng á, cơ khép háng. Gọi đúng tên tiếng Việt là cơ khép háng. Tên tiếng Anh rất là hay adductor ha, mà tiếng Việt là cơ khép háng. Đây, nó là cơ này. Thì là động tác SMR đây. Đó, mình có thể tìm hình ảnh hoặc video. Rồi xong. Đó là SMR. Vậy static đây, mình cứ copy hoặc là mình tìm bằng cái tên tiếng Anh của nó thôi, nó sẽ ra cái động tác cho mình. Đó, ví dụ mình đánh giá khách hàng, mình có một loạt xuống những cái mà mình cần lưu ý, giống như là khách này bị căng cái nào, giãn cái nào đó, rồi mình note ra cần giãn cơ nào, xong mình cứ dùng cái tên nhóm cơ đó quăng lên trên Google tìm ra bài tập phù hợp, vậy thôi, đơn giản. Đó, đây những bài tập đây, ví dụ như bài này cũng được, có thể stretch được cái cơ khép háng nè, hoặc là xoạc ngang cũng được. Đây là những bài để giúp cơ giãn cơ khép háng, hoặc là silent cheese đó, một chân đứng một chân duỗi thẳng gập xuống cũng là giãn cái cơ phía trong háng nè. Đó rồi, đấy là cách sử dụng các bài tập và cách mình tìm những cái bài tập phù hợp cho từng level và từng bài tập, cho ví dụ SMR, cho active isolation gì đó, hoặc là dynamic stretching, mình cứ gõ vào. À, riêng cái dynamic stretching này các bạn có thể thấy là nó hầu như là những cái bài tập prisoner squat. Ví dụ như ở đây prisoner squat là ví dụ bữa hôm nay mình có tập squat thì mình
nên khởi động bằng những động tác tương tự như bài squat. Ví dụ mình squat khối lượng nặng, còn cái prisoner squat là sao? Là chỉ để tay lên đầu squat thôi. Là để làm gì? Để cho cơ thể nó quen với cái movement pattern này, tức là nó làm quen trước. Trước khi thực hiện cái động tác squat với barbell nặng thì mình nên tập khoảng 10 cái, 15 cái squat với body weight không, để cho cơ thể nó quen à cái chuyển động này, độ cao này phù hợp, squat xuống sau bao nhiêu là đủ, chẳng hạn như vậy. Ví dụ đây, multi-planar lunges, hoặc là bữa nay mình có sumo deadlift thì mình tập lunges để làm gì? Để cho cơ thể nó thích ứng và nói với cái hệ thần kinh của mình là chuẩn bị cho những chuyển động như thế này. Đây multi-planar tức là bước chân giống như bước phía trước, bước phía sau và bước ngang để giãn nhiều góc độ của phần cơ đùi và cơ khép háng. Rồi, hoặc ví dụ mình cần kích hoạt cơ mông thì mình có thể dùng bài squat walking side to side là để activate cơ mông. Trong những cái buổi tập của mông đùi như bài có bài squat hoặc có bài deadlift thì mình có thể dùng bài này để khởi động. Đây là đeo cái band vô, mở gói ra, đi qua đi lại hai bên đó. Thì các bạn có thể hiểu là trước khi vào một cái buổi big lift, một cái buổi tập luyện chính thức, thì đối với dynamic stretch á, nó sẽ có những bài tập tương tự như là cái bài tập chính để mình kích hoạt cái cơ đó lên. Nhưng trước khi cái làm cái việc đó thì vẫn phải SMR để nó giãn cái mấy cái nốt ra. Ok. Rồi. Thì xuống phần này nói cụ thể hơn về SMR, myofascial release là cái gì? Là cái phương pháp kỹ thuật tập trung vào điều khiển hệ thần kinh và những cái fascial system hệ thống bề mặt, kiểu như là bề mặt của cái phần cơ, bề mặt phần cơ đây. Thì khi thực hiện form row, hôm trước mình có chia sẻ cho mấy bạn là có mấy bạn chia sẻ mấy cái clip về giãn cơ dùng cái form row đó. Một cái thì quá nhẹ, còn cái quá mạnh. Thì ở đây người ta yêu cầu làm gì? Khi thực hiện form row thì mình làm gentle force, tức là lực vừa đủ và không quá nhẹ, cũng không quá mạnh, cũng không đến nỗi là đạp lên người ta, không phải ngồi lên người ta. Đó, thì đặt cái áp lực lên cái điểm knot đó, một cái lực phù hợp để cho nó tác động lên và thay đổi những cái bó cơ đang bị co thắt đó, cái đang bị cứng đó, trở về cái độ dài bình thường, thẳng ra và gọi là thẳng bình thường lại, kéo dài ra bằng với những sợi cơ bình thường. Rồi, khi mà mình thực hiện cái điều này dùng cái form row thì nó tác động lên cả cái GTO nè, và nó sẽ giúp cơ bắp dễ dàng thư giãn hơn. Khi ai mà dùng form row rồi cũng biết là khi mình ấn vô nó rất là đau. Nó đau đó, nó gửi tín hiệu lên não là có áp lực đè lên cơ. Và nó gửi tín hiệu xuống là cũng cái áp lực đau đó nó cũng tương tự như khi mình dùng khối lượng nặng, khi mình tập với khối lượng nặng, và nó sẽ kích hoạt GTO để giãn đi cái phần cơ bắp. Giãn cái phần cơ bắp đang bị đè lên đó. Và cơ bắp sẽ giãn ra, thư giãn. Rồi. Và nó sẽ giải phóng được những cái knot trên cái bề mặt cơ. Thì rõ ràng đây không phải là mình dùng cái banh hay là cái ống đó để mình lăn như lăn bột để cho nó mềm, mà là mình đang áp lực lên để cho đủ thời gian nó gửi tín hiệu lên não mình. Và não mình yêu cầu cái cơ đó relax, thư giãn đi để nó giải phóng được cái phần cơ. Và bên cạnh đó nó sẽ đưa oxy và máu đi vào những cái cơ bị co thắt. Và sau đó mình mới cảm thấy được là khi mình giãn được cơ đó xong, mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn, nó không còn đau nữa. Đó là khi cơ bắp đã được tuần hoàn lại như những cái cơ bình thường, khi máu đưa oxy và trao đổi chất bình thường lại, nó sẽ giảm tín hiệu đau đi. Rồi. Đây, ở đây mình có nhấn mạnh mỗi vị trí đó nên giữ tối thiểu là 30 giây. 30 giây ha. Mỗi một cái knot đó, mỗi một vị trí mà mình ấn vô thấy đau đó, giữ tối thiểu 30 giây. Nhưng tùy theo mỗi người, có người bị căng nhiều hơn,
đây đây it may take longer depend on client, tức là tùy theo mỗi khách hàng thì có thể làm lâu hơn, nhưng mà tối thiểu là 30 giây để cho hệ thần kinh nó kích hoạt được cái chuyện thư giãn cơ bắp, chứ đừng có kiểu mới ấn vô 10-15 giây cái mình thả ra thì nó cảm thấy nó không có tác dụng. Rồi đây before stretching because waking up, à đây nó có nói thêm cái này, mình phải làm SMR trước khi thực hiện những cái động tác stretching khác, bởi vì nếu mà mình không làm SMR trước nó sẽ dễ làm rách những cái bề mặt mà cái chỗ mà có mấy cái knot á, tại vì cơ đang bị kéo căng, đang có cái tension đặt lên nó quá nhiều, mà mình dùng static stretch hoặc dynamic stretch sẽ dễ gây ra những cái tổn thương trên cơ thể, nên người ta yêu cầu là nên thực hiện SMR trước đối với những cái động tác stretch khác. Rồi và thêm nữa có thể dùng SMR kể cả trong lúc mình cool down, lúc mình nghỉ. Đây là một số ví dụ cách thực hiện stretching cho từng nhóm cơ. Đây ví dụ cơ bắp chân, TFL, TSL là cái cơ mặt ngoài của phần đùi, hoặc là IT band cũng là mặt ngoài của đùi nhưng mà gần đầu gối, còn TFL là gần phần hông. Đối với những cái tên nhóm cơ này, các bạn cứ dùng nguyên tên của nó, search trên Google hoặc là YouTube nó sẽ ra hết. Là mình sẽ để mình biết nó là gì, nó ở đâu, làm sao mình tiếp cận được nó. Rồi tiếp theo đây là cơ khép háng, đây là động tác cơ khép háng. Rồi piriformis này nó liên quan đến những vấn đề đau lưng dưới. Đau lưng dưới thì mình sẽ lăn cơ piriformis này, động tác ngồi như thế này. Mà thường á mình sẽ không ngồi trên cái ống này mà mình sẽ dùng cái banh lacrosse ball á, tại vì cái banh tiết diện nhỏ hơn sẽ ấn được sâu hơn và nó vô được tận sâu bên trong, giúp giãn cái cơ này tốt hơn. Để các bạn biết piriformis là cái gì thì nó là đây, tuốt nằm phía trong sâu này. Thì mình không thể nào dùng cái đó, các bạn có thể thấy là nó nằm tận sâu bên trong xương của mình và nó chèn, khi mà nó bị căng á nó sẽ chèn ép cái dây thần kinh này và nó dẫn đến đau ở lưng dưới, và có thể thỉnh thoảng nó cảm thấy mình thấy thấy tê lên xuống cái phần hamstring dưới luôn, tê nguyên cái phần đùi, phần chân phía dưới. Thì khi mình giãn ra mình sẽ thấy dễ chịu hơn cho cái phần chân và phần low back. Đây pyramid khi nó căng các bạn có thể thấy nó liên, nó kết nối với phần các cái phần lumbar nè, L4 L5 nè, hai cái đốt sống này là hay bị mấy người bị thoát vị đó, là đang bị áp lực nhiều quá chỗ này là hay bị căng chỗ này nè. Đó thì khi mình ấn cái banh vô sâu bên trong, tận sâu bên trong này thì nó sẽ giãn cái cơ này ra, sẽ giảm cái cơn đau của mình. Đây là hình giải phẫu piriformis, các bạn có thể thấy nó nằm tuốt bên sâu bên trong. Ở ngoài nó còn cơ medius lutimus, tức là cơ mông nhỏ rồi cơ mông lớn nữa. Nên mình không thể ấn bằng cái ống bự này. Ống bự này ấn thật sự nó không vô sâu được bên trong, mà phải dùng trái banh. Rồi phần cơ lưng thì lăn như này. Đấy. Tiếp theo là static stretch. Static stretch thì passive stacking muscle, có nghĩa là mình chỉ đứng như cái hình giãn cái bắp chân nãy, mình chỉ đứng và giữ 30 giây tối thiểu, chứ mình không có active dùng một cái hoạt động co cơ gì hết trong suốt quá trình mình giãn cơ. Trong suốt quá trình mình giãn cơ, mình chỉ việc ép cái cơ cho nó cải thiện biên độ và kiểu cho nó kéo giãn hết mức có thể thôi, chứ mình không active cái gì hết, mình không active bất cứ cái cơ nào lên hết. Rồi it combine low force with longer duration. Đây, khi vô thực hiện static stretch này thì cần giữ trong một khoảng thời gian dài để kích hoạt cái Golgi tendon organ và kích hoạt cái cơ chế là inhibition, autogenic inhibition. Đây. Tiếp theo. Ok, và một cái nữa, khi mà thực hiện static stretch mình không kích hoạt cái cơ đùi sau. Ví dụ này. Ví dụ như xoạc ngang. Side split. Ví dụ như xoạc ngang.
type slip này, thì khi mình xoạc xuống á thì mình sẽ thấy đau. Và thì các bạn có thể thấy là khi mình để đầu gối hơi cong á, nó sẽ dễ chịu hơn là mình khóa cái gối lại lúc mà mình xoạc ngang hoặc xoạc dọc chẳng hạn. Thì cái static stretch này để tối ưu được cái việc kéo giãn cái cơ đùi sau. Ví dụ hai cái này đều là cơ đùi sau và cơ khép háng ha. Mình để tối ưu hóa được cái việc giãn cơ này, mình active cái cơ đối xứng là cơ đùi trước. Thì bằng cái việc gì? Bằng việc lóc gối. Thì các bạn có thể thấy là cái cơ đùi sau nó giãn nhiều hơn so với bình thường nếu mình giữ cái đầu gối cong. Đúng không? Hiền thấy đúng không Hiền? Ờ, ủa là sao Phát? Ý là cái khi mà cái co gối thì cái ví dụ, việc giãn cơ nó dễ hơn đúng không? Đúng rồi, co gối thì cái việc giãn cơ nó dễ chịu hơn, dễ nhưng chịu mà, hơn. Nhưng mà nếu mà không có lắp, không có lắp gối lại lúc, tức là không có khóa gối lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến gối và nó rất là dễ bị đau gối. Ví dụ như Hiền là thường bị đau gối gối phải, mà nếu mà không có khóa gối lại là sẽ không có giãn được. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Cái này khi mà mình lóc gối á, cái cơ đùi sau á nó sẽ giãn nhiều hơn. Mặc dù nó sẽ đau hơn nhưng mà nó là cách giãn cơ hiệu quả hơn. Tức là khi mình lóc nó hiệu quả hơn lúc mình cong. Lúc mình thả lỏng đầu gối nó sẽ không hiệu quả bằng lúc mình lóc gối. Ok. Hiểu không? Hiểu. Thì để nói chung là nếu mà ai được cảm thấy đau gối thì lóc cái gối lại thì cái lock hiệu lóc cái khớp lại thì cái hiệu quả của việc giãn cơ nó sẽ nhiều hơn. Ở đây mình đang muốn nhấn mạnh cái chỗ activate là activate cái cơ đùi trước nè, chứ mình đang giãn đùi sau nhưng mình activate đùi trước. Nó khác với cái việc là mình giãn đùi sau và mình activate đùi sau. Ví dụ như cái isolate stretching này á, là mình đang giãn cái đùi sau, mục tiêu là mình giãn đùi sau. Nhưng khi mình active á, là mình active cái đùi sau luôn. Nó khác với cái static nãy nè. Cái isolate stretching này là mình activate đùi sau để mình kích hoạt nó vừa gập, nó vừa co cơ và nó vừa giãn hai cái luân phiên nhau. Còn cái static stretch là khi nó giãn cái mặt này, khi nó giãn cái đùi sau thì việc mình kích hoạt đùi trước là mình sẽ kích hoạt cái đùi, cái cơ đối xứng chứ không phải kích hoạt cùng cái nhóm cơ. Nó khác với lại cái isolate nãy nha, để mình phân biệt. Hiểu không Hiền? Thấy lấn cấn quá hả? Ly hiểu không Ly? Em có, nhưng mà em nghĩ là sau khi học xong thì tối nay em ngồi em phải nghiên cứu thêm mấy cái bài giãn cơ này anh ạ. Đúng rồi, thì cái mấy bài, những cái bài tập về giãn cơ thì mình sẽ nghiên cứu thêm theo, dựa theo cái bảng và kiểu dựa thêm những cái nhóm cơ đó đó. Thì cái đó là một quá trình, nhưng mà ở đây mình học là mình học cái gì? Mình học cái nguyên lý tại sao nó giãn được, tại sao nó như thế này như thế kia, có những cái gì trong đó. Còn cái bài tập là cái bước cuối cùng, mình hiểu xong, khi mình hiểu hết nguyên lý rồi mình sẽ tìm bài tập. Cái việc tìm bài tập là cái việc đơn giản thôi, mình cứ lấy tên nhóm cơ rồi đưa ghép với bài tập nó sẽ ra thôi. Đó là cái bước cuối cùng. Ở đây mình đang phân biệt static stretch với lại iso stretching. Static stretch là kích hoạt đùi trước để giãn cái đùi sau dễ hơn. Còn active isolate này là giãn cơ đùi sau và kích hoạt bằng cái đùi sau luôn. Lưu ý ha, hai cái này khác nhau thôi nha. Rồi. Tại vì cơ bản là mấy cái bài mà active này kiểu em cũng chưa làm bao giờ ấy, nên là kiểu mình cũng chưa hình dung ra được. Đúng rồi. Các bạn nên, sau khi học xong các bạn nên làm thử để biết coi tại sao nó như vậy. Active là để làm gì? Active là để dạy cho hệ thần kinh mình biết kích hoạt cái cơ đó tốt hơn. Kiểu như vậy.